Kính thưa bà con cô bác xa gần, tiếp theo sau đây là bài thứ tư của Những uất hận trong trận chiến mất nước của tác giả Phạm Huấn. Bài viết mang tên Bãi chết, biển máu. Sau lệnh triệt thoái cao nguyên đến lệnh rút bỏ Huế, chiến lược đầu bé đít to của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến hồi kết cuộc. Hai cuộc rút quân tại chiến trường Cao Nguyên, quân đoàn 2 và sau đó quân đoàn 1 đã là hai cuộc rút quân bi thảm, tồi tệ, vô tổ chức và thiệt hại lớn lao nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Trong vòng 2 tuần lễ, hơn một nửa chủ lực quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tan rã, gồm 5 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn thủy quân lục chiến, 2 sư đoàn không quân, 2 lữ đoàn thiết kỵ, 11 liên đoàn biệt động quân và tất cả các lực lượng pháo binh, công binh, truyền tinh, quân cụ tiếp vận của quân đoàn 1 và quân đoàn 2. Trưa ngày 24 tháng 3, tại cửa Tư Hiền, một số các đơn vị yểm trợ tiếp vận hậu cứ các trung đoàn của sư đoàn 1 bộ binh và địa phương quân tại vùng Phú Bài, Phú Lộc đã di chuyển tới, nhưng không thấy bóng dáng một cái tàu của hải quân nào. Cửa Tư Hiền thuộc khu vực và trách nhiệm của chi khu Phú Lộc, nhưng ông quận trưởng kiêm chi khu trưởng chi khu Phú Lộc đã không hiểu tại sao các loại lính từ đâu hôm nay ào ào đổ tới bãi biển này. Mãi về sau, được một sĩ quan cho biết, các lực lượng quân đội đã rút khỏi Huế. Lúc đó ông mới tán loạn tinh thần, bởi vì gia đình, cha mẹ, vợ con ông vẫn còn kẹt ở Huế. Kiểm điểm lại các tàu đò của quận và của dân chúng tại bến để có thể vượt sông, thì hầu hết các tài công đã bỏ trốn hoặc mang thuyền rời đi nơi khác. Lính và dân kéo về mỗi lúc một đông, nhưng không ai chỉ huy. Tình trạng thật hỗn động, vô tổ chức. Các hệ thống truyền tin, liên lạc với tiểu khu, sư đoàn đều bị cắt đứt. Có nhiều sĩ quan hăng hái đứng ra vãn hồi trật tự, nhưng rồi phương tiện vượt sông không có và cũng không thể liên lạc báo cáo được với ai nên đành thúc thủ. Khoảng 4 giờ chiều, chiếc trực thăng biệt phái cho tiểu khu Thừa Thiên để chuyên chở các tài liệu quan trọng về Đà Nẵng bị trục trặc máy đáp xuống. Một sĩ quan có cấp bậc cao nhất lúc đó đã yêu cầu mọi người giữ trật tự và kỷ luật để phi hành đoàn kiểm soát lại máy móc. Sau đó ông cũng lấy danh dự hứa với mọi người là nếu những hỗn loạn không xảy ra, với uy tín của ông khi về được Đà Nẵng ngay chiều nay, ông ta sẽ trở lại với những chiếc LCM, loại tàu nhỏ đổ bộ của hải quân, để tất cả mọi người có thể sang sông rồi cùng di chuyển về phía đèo Hải Vân bằng đường bộ. Chiều tối đó, giữ đúng lời hứa, vị đại tá trở lại cùng với hai chiếc LCM, nhưng chỉ chở được một chuyến đầu. Sau đó vì số người tại cửa Tư Hiền đã quá đông và vô cùng hỗn động, không ai có thể chỉ huy dàn xếp được, nên khi có vài quân nhân vô kỷ luật bắn vào tàu, những tàu này đã không dám trở lại nữa. Những người kẹt lại tại cửa Tư Hiền chiều tối 24 tháng 3 năm 1975, sau đó, nếu không may mắn thoát đi được bằng những tàu đò nhỏ hoặc trở lại đi theo đường bộ, một số bị chết vì pháo của Việt Cộng hoặc tự tử, còn tất cả bị địch tới bắt sống đêm hôm sau. Tại cửa biển Thuận An còn khủng khiếp đau đớn hơn gấp ngàn lần. Theo lệnh của Tổng thống Thiệu, như trong cuộc triệt thoái cao nguyên, chiến xa và Đại Bác phải được ưu tiên chuyên trở về Đà Nẵng. Đêm 23 tháng 3 1975, tại mặt trận Bắc Huế, các chi đội thiết giáp tăng cường cho những tiểu đoàn biệt động quân và thủy quân lục chiến, nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy Hành quân Lữ đoàn Thiết kỵ, tự động rời bỏ vị trí phòng thủ, sau đó cùng sát nhập với các thiết đoàn chiến xa M48, M41 của Lữ đoàn 1 Thiết kỵ, từ phía đông phá Tam Giang, trút dọc theo đường biển về cửa Thuận An. Một số đơn vị biệt động quân, thủy quân lục chiến cũng đã bỏ tuyến phòng thủ rút theo thiết giáp. Từ 3 ngày nay, rất nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra.
Khi các đơn vị chủ lực quân lực Việt Nam Cộng Hòa cứ lui dần từ phòng tuyến Nam sông Mỹ Chánh đến An Lậu sông Bồ, những người dân khốn khổ miền Trung qua các đau thương kinh hoàng của những tháng ngày địa ngục khi cộng quân chiếm Quảng Trị năm 1972. Do đó, theo mỗi đợt rút quân, họ gồng gánh bồng bế nhau chạy về phía Nam Mỹ Chánh. Những túp lều nhỏ bé sơ sài được dựng lên để tránh mưa nắng và sắp sửa gây dựng lại từ đầu, thì quân đội lại bỏ đi. Họ đau khổ, họ thù hận, vì trận chiến không nặng nề, không thấy bóng dáng xe tăng và lính cộng sản Bắc Việt, mà quân ta cứ tiếp tục rút hoài. Những người dân địa phương may mắn không phải chạy loạn hồi năm 1972, vẫn còn tiếp tục vui xuân, chia sẻ những món ăn ngày Tết cho đồng bào chiến nạn từ Quảng Trị về, đã vô cùng phẫn nộ khi các đơn vị thủy quân lục chiến biệt động quân lại bỏ tuyến sông Bồ. Họ gặp, họ đuổi theo các cấp chỉ huy để thống trách, nguyền rủa. Họ kể lể mùa hè đỏ lửa 72, Việt Cộng tràn vào Quảng Trị, nhà tan cửa nát, mọi thước đất trên dọc đường số 1, khởi đi từ đại lộ Kinh Hoàng đều có xác người chồng chất lên nhau. Nhưng ngay khi quân đội dừng lại, lập tuyến phòng thủ ở bờ Nam sông Mỹ Chánh, dân chạy loạn cũng ngừng theo và cùng chia sẻ những hiểm nguy khổ hạnh. Bây giờ dân ở lại, quân bỏ đi, nghịch cảnh thật trớ trêu, khi giặc thù tràn tới, làm sao dân có thể chống đỡ được. Cuộc rút quân đã rối loạn, hỗn động và thất bại ngay khi bước sang ngày thứ hai, 24 tháng 3, 1975. Hệ thống chỉ huy phối hợp giữa các đơn vị, vấn đề an ninh tổ chức thật tồi tệ và bị tê liệt từ lúc khởi động. Các cấp chỉ huy ở những cấp cao nhất và có trách nhiệm về cuộc rút bỏ Huế đã không thành thật với nhau, phản bội, dối trá và bỏ rơi cấp dưới. Kế hoạch rút quân bằng đường biển với hơn 20.000 chủ lực quân, hàng mấy trăm chiến xa đại bác cùng với cả 100.000 dân chúng, các lực lượng địa phương quân, công chức và gia đình họ. Nhưng hai cửa Thuận An và Tư Hèn không được phòng thủ, bảo vệ. Sự phối hợp và chỉ huy giữa Bộ Tư lệnh Tiền phương của quân đoàn và hải quân thật lỏng lẻo, không có lịch trình lên tàu ưu tiên rõ ràng cho các đơn vị quân đội và dân chúng cứ tiếp tục đổ về hai cửa biển này để rồi chết chồng chất lên nhau. Khởi đầu, lữ đoàn 1 thiết kỵ với hơn 100 chiến xa đủ loại, ngay đêm 23 tháng 3, đã từ mặt trận Bắc Huế, phía đông phá Tam Giang, di chuyển dọc theo đường biển về Thuận An. Sau đó là các đơn vị pháo binh, các pháo đội Đại Bác khổng lồ 175 ly và 155 ly được kéo tới sáng hôm sau. Những đơn vị chiến xa và Đại Bác, theo lệnh Tổng thống Thiệu, ưu tiên 1 được trở về Đà Nẵng, đã tới điểm hẹn, nhưng tàu hải quân chưa đến. Buổi trưa 24, những khối chiến cụ khổng lồ trị giá hàng nhiều tỷ bạc, những chiến xa nặng và vũ khí vô cùng quan trọng này vẫn không lên tàu được. Từng đoàn M48, M41, M113, các khẩu đại pháo cao ngất đậu dọc theo đường biển hàng mấy cây số. Trong khi đó, các đơn vị biệt động quân, thủy quân lục chiến, địa phương quân từ tuyến sông Bồ và nhiều đơn vị khác thuộc tiểu khu Thừa Thiên, sư đoàn 1 bộ binh cũng đã tra tới cửa Thuận An và Tư Hèn. Hỗn loạn bắt đầu xảy ra khi lính biệt động quân và thủy quân lục chiến sử dụng vũ khí để bắt các tàu đò vào bờ chở họ ra khơi, để họ lên những tàu buôn lớn hoặc những tàu nhỏ của các gian đoàn thuộc căn cứ hải quân Thuận An đã bồng bềnh ở ngoài xa. Những trưởng xa, tài xế, xạ thủ, các đơn vị thiết giáp, pháo binh thấy đủ mọi thứ lính rút từ ngoài mặt trận sau họ, bây giờ đã ở phía trước họ cả cây số. Có rất nhiều người cũng đã ở ngoài xa, an toàn trên những tàu buôn. Vì vậy, họ bỏ chiến xa, bỏ các xe khổng lồ kéo súng lớn, đi theo dòng người tiến về bãi chết trước mặt. Những khẩu đại bác 175 ly, những chiến xa Tố Tân M48, bây giờ trở thành những khối kim khí vô dụng.
Dù lúc đó Đào thấy bóng dáng những dương vận hạm, hải vận hạm xuất hiện trên vùng biển Thuận An. Ông tướng lớn nhất và bộ tham mưu chỉ huy cuộc rút quân từ Huế hiện cũng ở trên tàu hải quân. Mặc cho những hỗn loạn xảy ra, các đơn vị tự lo liệu lấy, vấn đề an ninh phòng thủ kỷ luật hoàn toàn theo võ tự do. Suốt ngày 25 tháng 3, những tàu hải quân vẫn tiếp tục bồng bềnh cách bờ khoảng một cây số. Lính và dân, đàn bà, trẻ con đổ về cửa Thuận An mỗi lúc một nhiều hơn. Không có một cái lệnh, một quyết định nào của những giới chức quân sự có trách nhiệm. Hệ thống chỉ huy của Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, Lữ đoàn 1 Thiết kỵ thật tồi tệ. Không khí ngột ngạt, ngạt thở. Hình như có những bí mật giấu giếm, lừa dối trong hàng ngũ cấp chỉ huy. Từ ông tướng lớn nhất đến các tư lệnh mặt trận, giữa các cấp chỉ huy mọi binh chủng và đơn vị, những tin đồn được loan truyền là đã có sự cắt máu ăn thề giữa các sĩ quan cao cấp của Hải quân và Thủy quân Lục chiến, nên tàu Hải quân đến cửa biển Thuận An chỉ để bốc lính Thủy quân Lục chiến, lính biệt động quân thiết giáp Sư đoàn 1 hăm dọa. Nếu tàu hải quân vào bờ không cho họ lên, họ sẽ bắn đại bác 57 ly không giật vào tàu. Những tên đồng này cũng không làm cho các cấp chỉ huy khó chịu hay thấy cần giải thích, vì tất cả đều mệt mỏi, thất vọng và đều buông xuôi phó mặc cho định mệnh. Tối 25 tháng 3, 1975, tại những địa điểm tập trung quân, vô cùng hỗn loạn, đau thương khủng khiếp, và hai cửa Thuận An Tư Hèn thật sự biến thành những bãi chết trong vùng biển máu. Những đơn vị Việt Cộng sau hai ngày đuổi theo sát cuộc rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã về tới vùng núi đất Bắc Thuận An, Phú Vang, Phú Lộc, phía đông và nam cổ Huế, đóng chốt nạ pháo vào các cửa biển Thuận An Tư Hèn. Cửa Thuận An, những anh hùng trong giờ phút cuối cùng bi thảm này là các sĩ quan cấp tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, trung đội trưởng và những người lính Thủy quân Lục chiến. Hai vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng, một người đã bị thương, đứng ra điều động chỉ huy anh em Thủy quân Lục chiến còn súng đạn, trở lại tiêu diệt các chốt và những ổ súng cối, đại bác bắn gần của địch, đồng thời lập vòng đai an ninh phòng thủ. Thời gian này không còn phương cách nào để có thể di chuyển được các chiến xa M48. M41 và đại bác xuống tàu. Do đó, ba chiếc LCM loại tàu đổ bộ được gửi vào bờ. Những thương binh, những đơn vị Thủy quân Lục chiến ưu tiên được bốc trước. Khoảng 30 thương binh, đại tá Lữ đoàn trưởng 147 Thủy quân Lục chiến và một số quân nhân lên hai chiếc LCM đầu đã ra được tàu lớn an toàn. Nhưng trên chiếc LCM thứ ba, những đau đớn thảm họa đã xảy ra. Chiếc tàu đổ bộ LCM chở được khoảng 100 người, nhưng số người lên gần gấp đôi quá nặng, nên không thể nào đóng cửa lại được để quay mũi ra khơi. Trong khi đó, những người đang lấp ngóp dưới nước và từ phía bờ vẫn tiếp tục tiến tới con tàu của tử thần này. Một hành động dã man điên rồ cũng đã xảy ra trong khoảng thời gian bi thảm này. Hai chiếc thiết vận xa M113 loại xe chở quân có thể lội nước tiếng như dông bão ra phía chiếc LCM. Những tiếng thét hải hùng thảm thiết áp cả tiếng sóng biển khi những xích sắt nghiến trên đầu trên mặt những người đang ngôi ngóp lúc nhúc dưới biển. Thật khủng khiếp, thật hải hùng. Khoảng mấy chục người được hai chiếc thiết vận xa này chở ra chiếc LCM. Nhưng đã có cả trăm người chết tức tưởi, đau đớn và bị thương ở dưới biển. Chiếc LCM sau đó tiếp tục quay cuồng, nhưng không thể nào rời khỏi vùng biển máu. Bây giờ đã đến lúc những người có súng trên tay sử dụng một thứ luật riêng biệt của họ. Không còn tình chiến hữu, không còn cấp trên cấp dưới nữa. Chiến tranh là tàn bạo, là một sự lựa chọn giữa chết và sống. Trước quân thù, muốn sống phải giết, phải tiêu diệt kẻ địch. Nhưng với những chiến hữu, những người cùng mặc chung một màu áo, cùng một chiến tuyến, phải giết họ để tìm sự sống cho mình, là một điều bi thảm đau lòng.
Chắc chắn không một người quân nhân nào trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa muốn như vậy. Nhưng sự việc ấy đã xảy ra ngày 26 tháng 3 tại cửa Thuận An. Tuy nhiên, thảm cảnh đau lòng này cũng đã chấm dứt trong sự tận cùng của đau đớn kinh hoàng. Một viên đạn Đại Bác 57 ly không giật từ trên bờ bắn xuống, trúng vào buồng lái của chiếc LCM, con tàu trên biển máu, sau một hồi quay cuồng lắc lư rồi chết hẳn. Những người bị thương trên la thảm thiết nằm lại cùng với những xác chết trên những bãi máu, ốc thịt người lên láng ngập sàn tàu. Những người còn sống đạp lên nhau, đạp lên xác đồng đội, nhảy xuống biển ngồi ngót bơi vào bờ. 10 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 1975, con tàu chết mang theo luôn niềm hy vọng cuối cùng của mọi người có mặt tại cửa biển Thuận An lúc đó. Những chiếc tàu khác không còn dám vào bờ nữa. Những cấp chỉ huy, những người có trách nhiệm về cuộc rút quân khỏi Huế, dù đang ở trên những chiếc tàu lớn bồng bềnh ngoài khơi, cách bờ khoảng một cây số, cũng đã phủi tay phó mặc tất cả cho định mệnh. Khoảng thời gian kế tiếp cũng là khoảng thời gian dài vô tận, đen tối, bi thảm nhất của hàng chục ngàn chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị bỏ lại tại hai cửa Thuận An và Tư Hiền. Những vụ tự tử tập thể, mở chốt lựu đạn lao vào những khẩu súng Việt Cộng, hay ôm chặt lấy kẻ thù để cùng chết, đã xảy ra liên miên tại các bãi chết và dọc theo đường biển từ cửa Thuận An về cửa Tư Hiền. Nửa đêm về sáng ngày 27 tháng 3 năm 75, khi súng đã hết đạn, tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị địch quân bắt sống. Điều đau đớn uất hận là khi những tên Việt Cộng tới chĩa AK dùng dây điện, dây thép, dây thần trói dẫn đi, đó không phải là những tên lính chính quy của các sư đoàn thép, sư đoàn Điện Biên, Cộng sản Bắc Việt, mà chỉ là bọn lính con nít của các tiểu đoàn địa phương, các đại đội du kích Việt Cộng tỉnh Thừa Thiên. Bài thứ tư của Những uất hận trong trận chiến mất nước của tác giả Phạm Huấn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.